Cảm ơn các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách làm sữa chua cốm. Với video ngày hôm nay thì mình sẽ chia ra hai phần. Phần đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ làm sao để mình ủ ra được một cái mẻ sữa chua núng na núng nính và đông như tàu hũ nha. Cái phần tiếp theo thì sẽ làm cái phần cốm. Cốm làm sao sau khi mà mình nấu xong đó, mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì cái cốm của mình nó không có bị lại gạo hoặc là nó không có bị cứng đó. Nên là nếu mà các anh chị và các bạn làm nhiều lần và có những cái lỗi nào đó thì có thể tham khảo và cùng mình khắc phục trong video ngày hôm nay nha. Bây giờ thì chúng ta bắt tay nhau và cùng làm thôi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng ở đây là 200g cốm dẹp xanh ha, 70g bột năng. Kế tiếp thì mình sẽ có 200g đường. Bên cạnh đây thì mình sẽ có 1g muối. Cái phần sữa chua thì chúng ta sẽ chuẩn bị gồm có. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng 1 lít sữa tươi không đường, sữa đặc ông thọ 380g. Và cái phần này thì mình sẽ có 2 hũ sữa chua cái vị tự nhiên nha. Đầu tiên thì tất cả các hũ lọ, trong nguyên tắc mà mình ủ sữa chua thì tất cả các hũ lọ và những cái dụng cụ mà các anh chị và các bạn ủ sữa chua thì phải được rửa sạch và để ráo. Các anh chị và các bạn phải tiệt trùng sạch và để ráo thật là ráo nước, không có được bị dính nước nha. Và trước khi mình làm thì mình phải tiệt trùng nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ ủ bằng cái thùng đá nên là mình cũng sẽ tiệt trùng cái thùng đá này luôn. Và cái cách tiệt trùng mà mình cảm thấy nhanh nhất đó là mình sẽ nấu một cái nồi nước sôi phật thật là sôi ha. Và chúng ta sẽ cho vô mình tiệt trùng tất cả các dụng cụ nè, giống như những cái đồ mà mình đảo cái sữa chua nè ha, và mình nấu sữa chua và cái thùng ủ. Thì các anh chị và các bạn phải tiệt trùng nó thật là sạch, phải để ráo. Thì như vậy khi mà mình ủ sữa chua thì sữa chua của mình nó mới lên men chua được nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ đổ ra và mình sẽ để cho nó thật là ráo nước nha. Và tất cả các nguyên liệu này thì mình sẽ mang đi phơi cho nó khô ráo và nó tiệt trùng hoàn toàn. Vậy là mình đã xong cái phần tiệt trùng rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm cái phần cốm trước. Cái phần cốm thì mình sử dụng đây là 200g cốm non. Cái cốm non này thì mình sử dụng cái cốm non xanh. Thật ra cái cốm non xanh này thì người ta có nhuộm một ít màu lá dứa, nên là khi mà các anh chị và các bạn rửa sơ qua thì chúng ta phải rửa sơ thôi ha, rồi mình sẽ bỏ ra ngoài. Và sau khi mà mình rửa sạch rồi thì chúng ta sẽ bắt lên bếp 1,5 lít nước. Mình sẽ cho vô một cái nồi ha. Và kế tiếp thì mình sẽ cho vô đây là 200g đường, thêm 1g muối. Bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên và nó tan hết cái phần đường nhé. Các anh chị và các bạn sử dụng cái phới và mình khuấy cho nó tan hết đường. Và sau khi mà nó tan hết đường rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần lá dứa vô nè. Và ở đây thì mình sẽ có 70g bột năng, mình sẽ pha hòa chung với một chút xíu nước, mình hòa tan ra như thế này. Rồi mình sẽ khuấy ở dưới và mình sẽ đổ đều ở trên. Mà các anh chị và các bạn nhìn mình làm thao tác này để cho cái phần bột năng nó sẽ không có bị đóng cục lại ha. Và mình cứ vừa khuấy đều tay vừa mình vừa đổ như thế này thì cái bột năng của mình nó sẽ tan ra và nó sẽ có cái độ lờn lờn nước tốt hơn ấy ạ. Và sau khi mà mình đổ vô rồi thì chúng ta chỉ cần nấu một chút xíu thôi là mình sẽ thấy cái phần bột năng này nó sẽ trong lại nha. Lưu ý rằng chúng ta phải khuấy đều tay để cho cái phần bột năng của mình nó chín và nó sẽ không có bị khét nhé. Rồi và sau khi mà mình khuấy đều tay rồi thì chúng ta sẽ đậy nắp lại và mình sẽ nấu cho cái phần bột năng này nó sôi lên. Và sau khi mà nó sôi lên như thế này rồi thì cái phần bột năng của mình nó sẽ trong lại một... Khi các anh chị và các bạn thấy nó trong như thế này là được rồi nè. Đó, và lúc này thì mình sẽ cho hết cái phần cốm dẹp vừa nãy mình rửa, mình để ráo đó, mình sẽ cho vô. Và cái phần cốm dẹp sau khi mà mình để rửa xong, mình để ráo thì nó sẽ hơi bị kết dính lại một chút xíu. Thì mình sẽ khuấy đều tay để cho cái phần cốm dẹp của mình nó tan ra. Và sau khi mà mình nấu như thế này, mình hòa tan ra như thế này rồi thì các anh chị và các bạn cũng có thể tắt bếp được rồi đấy ạ. Vậy vì cái độ nóng của cái phần nước đường này nó sẽ làm cho cái phần cốm dẹp của mình nó mềm ra và nó sẽ chín đều nha. Các anh chị và các bạn đừng có nấu quá lâu nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại và mình ủ trong vòng 1 tiếng nha, để cho cái phần cốm dẹp của mình nó sẽ nở ra. Và sau 1 tiếng thì bây giờ thì mình sẽ mở nắp ra và lúc này thì cái phần cốm dẹp của mình nó đã nở ra rồi đó. Thì các anh chị và các bạn sẽ đảo đều một lần, tại vì nó sẽ lắng cái phần cốm dẹp xuống và cái phần bột năng nó sẽ nổi lên trên. Nên là các anh chị và các bạn cứ khuấy đều tay để trước khi mà mình bỏ vô những cái hũ lọ nha. Làm như vậy thì cái phần cốm dẹp của mình nó sẽ rời ra. Với cái công thức này thì mình cảm thấy rằng cái phần cốm dẹp nó không có quá đặc và nó cũng không có quá loãng đâu. Và nó cũng không có quá ngọt nha. Rất là vừa khi mà mình có sự kết hợp của cái sữa chua vô thì cái phần cốm dẹp này rất là vừa luôn. Rồi dịch thì mình sẽ bỏ cái phần lá dứa này ra ngoài nha. Và bây giờ thì mình sẽ múc vô những cái hũ lọ như thế này.
Đó, các anh chị và các bạn cứ múc đều tay vô những cái hũ hoặc là những cái giống như là cái chén cũng được. Các anh chị và các bạn có cái hũ thì mình cho vô những cái hũ như thế này sẽ đẹp ha. Và một cái lượng cốm dẹp vừa phải và mình sẽ cho sữa chua lên trên là được. Và sau khi mà các anh chị và các bạn cho vô hũ như thế này rồi thì chúng ta sẽ để nguội hoàn toàn rồi mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha. Và cái phần cốm dẹp này khi mà nó nguội rồi thì các anh chị và các bạn cứ múc vô những cái hũ lọ như thế này rồi mình sẽ để nguội và mình sẽ để vô ngăn mát tủ lạnh nha. Sau khi mà mình để vô ngăn mát tủ lạnh thì chúng ta sẽ đi làm cái phần sữa chua. Cái phần sữa chua ngày hôm nay thì trước khi mà mình làm thì mình sẽ cho vô đây là 1 lít sữa tươi không đường. Và cái nồi này mình đã phơi rất là khô ráo rồi ha. Và mình tiệt trùng rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt lên bếp và mình cho vô 1 lít sữa tươi không đường. Và sau khi mà mình cho 1 lít sữa tươi không đường vô rồi thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây là sữa đặc ông thọ. Lưu ý rằng trong cái phần làm sữa chua thì mình nên sử dụng cái sữa đặc ông thọ để tỷ lệ thành công cao hơn ha. Tại vì cái lượng sữa trong cái sữa đặc ông thọ thì nó sẽ đặc hơn cái những cái sữa như Nuti và Ngôi Sao Phương Nam. Nên là mình sẽ làm bằng sữa đặc ông thọ thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Mình cho vô đây là 380g và mình sẽ cho vô hết nhé. Kế tiếp thì mình sẽ có 200ml nước sôi. Nước này là nước sôi khoảng 100 độ nha. Rồi mình cũng sẽ đổ vô cái lon sữa đặc này để mình giống như mình chán hết cái sữa còn sót lại đó, mình đừng có bỏ phí nhé. Đó, bây giờ thì mình sẽ đổ vô luôn. Và sau khi mà mình cho cái phần nước nóng vô rồi thì chúng ta sẽ khuấy đều tay và lúc này mình sẽ bật bếp lên và lưu ý rằng mình sẽ nấu cho hỗn hợp sữa của mình ấm nóng lên nha. Và cái kiểm tra cái cách tốt nhất là các anh chị và các bạn sẽ múc lên như thế này và mình sẽ đúng như mình chọt tay vô và mình cảm thấy rằng nó ấm hơn cái sữa mình uống là được. Và mình để cái bàn tay của mình vô và mình sẽ để vô cái giữa cái dòng xoáy nè và nó sẽ có cái hơi nước bốc lên thì chúng ta sẽ tắt bếp nha. Lưu ý rằng chúng ta không có nấu quá nóng, nó sẽ dao động từ 40 tới 45 độ là được. Và cái sữa của mình nó phải ấm nóng thì khi mà các anh chị và các bạn ủ á, thì cái men nó sẽ kích hoạt tốt hơn, còn nóng quá thì nó sẽ bị chết men, nên các anh chị và các bạn lưu ý nha. Đó, mình nhúng tay vô và mình cảm thấy rằng nó ấm hơn cái sữa, cái nước mình uống là được. Và mình cho cái lòng bàn tay của mình vô, mình thấy cái hơi nước nó bốc lên là được nha. Còn có nhiệt kế thì các anh chị và các bạn đo cứ tầm 40 tới 45 độ là được. Và trước khi tắt bếp rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây là 2 hũ sữa chua cái vị tự nhiên. Và lưu ý rằng hai cái hũ sữa chua cái này phải đắt, phải còn mới nè. Và mình phải để ở nhiệt độ phòng ít nhất là 1 tiếng để cho nó hết lạnh hoàn toàn trước khi mà mình bỏ vô hỗn hợp sữa ấm nóng này. Thì như vậy thì cái sữa chua cái của mình nó mới kích hoạt tốt được. Còn các anh chị và các bạn để cái hũ sữa chua cái của mình nó còn lạnh á thì nó sẽ không kích hoạt tốt được đâu nha. Đó, lưu ý giùm mình cái khúc này. Và cái sữa chua cái thì nó phải hết lạnh hoàn toàn nha. Rồi, và mình kiểm tra rất là kỹ cái hỗn hợp sữa của mình nó ấm nóng là mình sẽ cho cái phần sữa vô, cái sữa chua cái vô và mình sẽ chán nè. Lưu ý dùm mình sữa chua cái thì phải là đát mới nha, đừng có đát cũ quá thì nó sẽ không có kích hoạt tốt đâu. Và khi mà cho hết vô rồi thì mình sẽ khuấy đều tay để cho cái phần sữa chua nó hòa chung với cái sữa hỗn hợp sữa ấm nóng. Và sau khi mà mình hòa chung ra như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình bỏ vô cái thùng đá mà mình ủ nha. Và ngày hôm nay thì mình ủ bằng cái thùng đá thì trước khi mà mình ủ thì mình sẽ lược qua cái rây như thế này nhé. Lược qua cái rây như thế này sẽ giúp cho cái sữa chua của mình nó mịn hơn khi mà các anh chị và các bạn ủ nha. Đó, mình rượt qua cái rây như thế này, cái phần sữa chua mà nó có hơi có cạnh á thì nó sẽ ấy nhá. Rồi mình sẽ vớt bọt và mình sẽ đậy nắp cái thùng đá này lại và mình sẽ ủ phủ lên ở trên đây là một cái mền ha. Và trong quá trình ủ mình sẽ ủ từ 12 tới 15 tiếng, lưu ý rằng mình không có xê dịch cái hũ này, cái thùng đá này để cho cái phần sữa chua của mình nó đông lại nha. Và sau 12 tới 15 tiếng thì tùy vào cái nơi các anh chị và các bạn ở nóng hay là lạnh thôi, mình sẽ có cái thời gian ủ khác nhau nhá. Và mình cảm thấy rằng cỡ tầm 15 tiếng thì cái sữa chua của mình nó sẽ chua, nó lên men tốt hơn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt cho các anh chị và các bạn coi nè, sữa chua nó núng ha, núng nín nè và nó cô đặc như tàu hũ luôn phải không ạ? Với cái cách ủ này thì mình không phải mất quá nhiều thời gian hay là mình phải chêm nước hay gì đó, mình ủ không như vậy thôi, tại vì cái thùng đá nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt luôn. Chỉ cần nó cần giữ nhiệt cỡ tầm 4 tiếng là cái phần sữa chua của mình nó sẽ kết nó lên men tốt thôi. Đó, mình múc lên nào, cái phần sữa chua của mình rất là mịn luôn phải không ạ? Và nó núng ra núng nín nè. Với cái cách ủ sữa chua này thì mình cảm thấy rất là ưng ý luôn và chỉ cần một nắm một vài cái lưu ý nhỏ là mình đã có một cái mẻ sữa chua cực kỳ sánh mịn như thế này và cực kỳ thơm ngon rồi đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ khuấy đều lên để cho cái phần sữa chua của mình nó đều lại và mình sẽ cho vô những cái hũ lọ nha. Với cái cách ủ sữa chua này thì các anh chị và các bạn có thể làm sữa chua úp ngược được luôn nhé. Đó, mình sẽ khuấy đều lên và sữa chua của mình mịn lắm phải không ạ?
đó, và thơm lắm, và nó có cái vị chua nhẹ. 12 tiếng thì nó vừa chua thôi, nhưng mà 15 tiếng thì nó chua nhiều một chút xíu, thì khi mà các anh chị và các bạn ăn với cái cốm dẹp á, thì nó rất là hợp luôn. Đó, đây là tùy vào mình thích ăn chua nhiều hay chua ít nha. Và sau khi mà mình khuấy đều lên rồi thì chúng ta sẽ cho vô một cái ca như thế này, và mình sẽ đổ vô những cái cốm dẹp ngày hôm qua mà mình đã bỏ vô ngăn mát tủ lạnh đó. Thì mình bỏ ngày hôm tối ngày hôm qua, thì bây giờ mình sẽ lấy ra và mình sẽ cho cái phần sữa chua lên. Và đối với cái phần sữa chua này thì khi mà các anh chị và các bạn cho vô rồi thì mình sẽ bỏ vô ngăn mát tủ lạnh, và mình cỡ tầm 5 tiếng sau là các anh chị và các bạn có thể úp ngược cái sữa chua này xuống được luôn đó, và mình ăn nó rất là ngon luôn. Với cái cách làm này thì mình sẽ bảo quản cái sữa chua này trong ngăn mát tủ lạnh được một tuần luôn, và mình ăn được rất là lâu đấy ạ. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm sữa chua cốm dẹp đơn giản tại nhà. Với cái cách làm này hy vọng rằng sẽ mang đến cho các anh chị và các bạn một cái hương vị sữa chua mới và cực kỳ thơm ngon nha. Và với cái cách làm này thì cái sữa chua của mình nó sẽ rất là ngon và nó sẽ dẻo như thế này nè. Và cái cốm dẹp mình để lâu nó không có bị chảy nước ha, và nó sẽ không có bị lại cái nó sẽ không có bị cứng, nên là các chị và các bạn có thể thử làm nhé. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong. Nếu mà có góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bài nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.